Dạ vâng, xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Ngày hôm nay lại tiếp tục đi test một khẩu FXQ 3 lỗ cấu hình cao, trả hàng anh khách người Bình Phước đây. Đấy, giờ luôn luôn là bên em sẽ lắp ráp test chuẩn chỉ gửi xe nguyên cây cho anh nha. Tất cả những cái cây mà anh em đặt hàng thì em đều có video test tâm thực tế, trả hàng cho anh em qua Zalo. Còn những cây nào mà cấu hình nó chưa được đăng tải trên kênh thì em sẽ làm video đăng tải trên kênh, hoặc là anh em nào yêu cầu thì em sẽ làm video đăng tải trên kênh để giới thiệu đến cho anh em cùng tham khảo có nhé. Thì ngày nay sẽ là test khẩu FXQ lỗ cấu hình cao đây, thì sẽ test bằng con kính ngắm TK Swander hàng mắc HD thông số 4-16x44 và cành thì sẽ cành XM8 và Q FX Tactical có nhé. Đấy, thì ngày nay sẽ là test hai loại đạn cho anh em. Đấy, bên này là cắn kẹo chì 5.5 và ngày hôm nay sẽ vào hai loại đạn để chơi đúng nhé. Đấy, để test luôn cho anh khách này, thì anh khách này yêu cầu test hai loại kẹo thì em sẽ test hai loại kẹo cho anh em bác. Đây thì em sẽ bỏ khoảng 3 viên kẹo lấm trước. Đấy, xong rồi sẽ bỏ 3 viên xà lung thôi nhá. Đấy, cứ 3 viên lấm xong 3 viên xà lung. Đấy, 3 viên lấm này, 3 viên xà lung này, xong lại 3 viên lấm này. Đấy, test cho anh em và bác xem. Thì cái cành XM8 này thì hiện tại nó sẽ chơi được hai dòng kẹo là lấm chì và xà lung. Đấy, thì anh em muốn chơi bem thú to thì mình có thể chơi xà lung, còn anh em muốn bem chim nhỏ thì mình sẽ chơi kẹo lấm chì. Đấy, thì đầu tiên sẽ là hai kẹo viên kẹo xà lung này và 3 viên lấm, xong rồi 3 viên xà lung và 3 viên lấm nhé. Tổng tất cả là có 5 viên xà lung và 6 viên lấm, thì mang này mang người 1 viên nhé. Đấy, giờ sau đây em sẽ đi vào và măng và test con nhé, anh em cùng đón xem và theo dõi này. Đây tâm kính của ống kính cắm TK Swander hàng thông số HD 4-16x44 SFP. Đấy, tâm kính thì tâm hình tháp này, tâm số cho anh em cực kỳ sắc nét. Tâm dòng kính HD này thì là nó sắc nét cho anh em chơi. Đấy, em thấy chưa, tâm kính cực kỳ đẹp nhá. Đấy, em giới thiệu cho anh em rất chi nhiều rồi. Đây tâm kính của nó đây nhá. Đấy, thì sau đây em sẽ đi vào test thực tế cây này cho anh em bác xem nhá. Đấy, giờ đầu tiên sẽ là hai viên xà lung trước. Rồi, giờ sẽ test hai viên xà lung trước cho anh em xem nhá. Một viên này, anh thấy khỏe chưa? Đấy, rất chi là khỏe nhá. Đấy, viên thứ hai này. Ok cho anh em, đục lỗ này. Đấy. Tiếp theo là viên hai viên xà lung, ba viên lấm này. Ok cho anh em. Đấy. Ok chuẩn chỉ chưa? Viên nấm nữa này. Ok chưa? Chuẩn chưa các bác? Này, xà lung này. Ok chưa? Phá cực kỳ to luôn nhá. Đấy, bên này là xà lung tiếp này. Ok chưa? Chuẩn chỉ chưa các bác? Này, bắn điểm mới đi, nỗi to bắn điểm mới này. Bên này này. Xà lung này. Ok chưa? Đấy, một viên xà lung này. Nhưng viên này viên nấm sao nhỉ? Cũng không nhớ. Ok chưa? Rất chi là ok các bác nhá. Này. Đục lỗ này. Nhỏ xíu này. Ok chưa? Đấy, chuẩn chỉ luôn nhá. Cỡ ly 55m này. Ok chưa? Rất chi chuẩn chỉ nhá. Hết băng. Đây. Đấy, đây thì em sẽ tháo ra giới thiệu chi tiết về cấu hình cho anh em bác cùng tham khảo và có thể là lựa chọn nhé. Đấy, thì cây này thì em cũng báo giá công khai luôn để cho anh em có thể là lựa chọn đây. Đây anh hai hộp kẹo đây. Thì cây này thì giá hiện tại bên shop đang bán với giá là 9.900.000. Đấy, 9.900.000 là anh em sẽ sở hữu cho mình một khẩu FXQ 3 lỗ như thế này và sẽ chưa bao gồm phí cước, phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, anh em mua hàng thì sẽ hỗ trợ thêm tiền cước, miền Bắc hỗ trợ giúp shop là 300. Còn miền Nam hỗ trợ giúp shop 500. Cái tiền đấy anh em cũng lưu ý là cọc luôn cái tiền trách nhiệm nhận hàng để tránh tình trạng nó bom hàng. Đấy. Và cái tiền đấy thì em cọc luôn, rồi còn đâu số tiền còn lại nhận hàng thanh toán. Thì cái tiền ví dụ như là miền Bắc thì cọc trước 300 thì còn 9.900.000 thì sẽ nhận hàng thanh toán các bác nhé. Đấy, có tặng kèm cho anh em đó là một kem kẹo chì. Kẹo thì anh em có thể lấy giữa kẹo lấm chì và kẹo xà lung. Đấy, kẹo lấm chì đây. Đấy, đây kẹo lấm chì này. Đấy, còn bên này kẹo xà lung này, kẹo xà lung nó sẽ to hơn kẹo lấm chì nhá. Đấy, anh em nào bem thú to thì mình có thể bem kẹo xà lung đây. Đấy. Thì ở đây là khẩu FXQ lỗ cấu hình
cao của anh khách người Bình Phước. Thì hiện tại em đã lắp ráp hoàn thiện lên. Thì cấu hình giá 9.900.000 thì anh em nhận về sẽ được như thế nào? Thì đầu tiên sẽ là kính. Thì kính thì hiện tại xong lắp ở đây đó là kính ngắm TK Squander hàng HD, thông số là 4-16x44 SFP. Đấy. Thì con kính này thì là hàng SFP cho anh em. Đấy, chơi thì cực kỳ là phê không nhá. Đấy, anh em nào mà muốn chơi tâm kính của nó HD sắc nét thì có thể liên hệ cho bên em qua số điện thoại em để trên biển kia các bác nhá. Đấy. Giảm âm sniper ôm cành. Cành XM8 cho anh em và các bác chơi. Cành XM8 bản đủ 20 inch, cắn kẹo chì 5.52. Anh em nào muốn chơi 635 thì báo bên shop. Bình là bình carbon 0.5, van cờ đi két bản chuẩn công ty, khoang áp độ quy là quy tactical. Đấy, hàng Sài Gòn chuẩn chỉ cho anh em, bán gốc giúp chữ A. Hoàn thiện một cây như thế này là 9.900.000, chưa bao gồm phí cước, tặng kèm một cây ngậm chì và một băng 11 viên cho anh em chơi. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại em để trên biển kia các bác nhé. Đấy, thì video ngắn ngày hôm nay em cũng xin phép anh em bác kết thúc đây. Anh em muốn lên cấu hình hoặc thay thế cấu hình như thế nào thì cũng có thể liên hệ cho bên shop nhé. Đấy, thì video ngắn xin phép anh em bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.